dừng chân ăn sáng anh chị. À đây có miếng gì ạ? Cho em miếng lươn đi chị. Vừa mới ăn cơm trưa và nghỉ một giấc thì bây giờ là mình đang ở cuối đất Hà Tĩnh. Mình sẽ có hai phương án, một là mình sẽ đi đường hầm qua đèo thì mất khoảng 700m để qua đi đường hầm để qua đèo. Còn nếu như mình chọn phương án đi qua đèo, đi bằng đường đèo thì mình sẽ mất khoảng là 6 cây số, gồm có 3 cây số lên đèo và 3 cây số để xuống dốc. Thì các chị biết là mình sẽ chọn phương án nào rồi ạ. Sẽ có rất nhiều cái khung hình và phong cảnh đẹp để giúp cho anh chị trải nghiệm. Con đèo đó là khá nổi tiếng với bà huyện Thanh Quang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, đúng không ạ? Có cây chen lá, đá chen hoa. Thì đây là sẽ là con đèo ngang. Chúng ta sẽ hết đèo ngang, chúng ta sẽ giáp với Quảng Trị. Rồi, cảm ơn các anh chị. Dạ không.